Hôm nay trường đại học thủy lợi tổ chức lễ khai giảng năm học mới và chào đón hơn 4.000 tân sinh viên. Đáng chú ý là trong năm học này là các ngành học truyền thống như là phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường được nhiều thí sinh lựa chọn. Năm nay trường tiếp tục mở rộng các ngành nghề đào tạo với 39 chương trình đào tạo đại học và 17 chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt và 4 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh cùng 13 chương trình đào tạo tiến sĩ. Việc mở rộng này nhằm đáp ứng nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu xã hội. Bên cạnh các ngành học truyền thống như thủy văn học, kỹ thuật tài nguyên nước, kỹ thuật cấp thoát nước, xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị, nhà trường cũng có một số ngành học mũi nhọn như công nghệ thông tin, kỹ thuật điều khiển tự động hóa, thương mại điện tử, logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Đây đang là những ngành có điểm tuyển sinh cao của trường Đại học Thủy lợi khi có mức điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên. Trong lễ khai giảng, nhà trường đã trao phần quà học bổng lên tới 1 tỷ đồng cho các tân sinh viên đạt điểm cao sinh viên đại học thủy lợi sau khi tốt nghiệp được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao về kiến thức chuyên môn kỹ năng thực hành cũng như đạo đức nghề nghiệp điều này chứng tỏ nhà trường đã và đang đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao có kỹ năng sống kỹ năng học tập kỹ năng giải quyết vấn đề đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành nói riêng và của xã hội nói chung đối với lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ các dự án nghiên cứu và ứng dụng của nhà trường đã mang lại nhiều giải pháp sáng tạo cho các vấn đề liên quan đến nguồn nước môi trường và quản lý tài nguyên điều này đã thúc đẩy sự phát triển bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng công tác phòng chống thiên tai bảo vệ môi trường